những khoản tiền lương lớn ở Thụy Sĩ vừa thoát nạn. Những ngày qua là một thời điểm cấp tiến cho Thụy Sĩ và một thời điểm căng thẳng cho các doanh nghiệp lớn. Một cuộc trưng cầu dân ý để giới hạn mức lương của các nhà điều hành công ty. Dự luật 112 sẽ hạn chế tiền lương để không có ai trong một công ty kiếm được trong một tháng nhiều tiền hơn so với những gì mà người có thu nhập thấp nhất kiếm được trong một năm. Nhưng đề nghị này đã bị bác bỏ bởi 66% người dân bỏ phiếu chống. Một công dân bỏ phiếu chống nói rằng trong khuôn khổ của sự toàn cầu hóa, nếu hạn chế mức lương cao thì các giám đốc điều hành quan trọng nhất cho một công ty sẽ không đến làm việc tại Thụy Sĩ nữa và điều đó là không tốt. Các công ty đã quyết liệt phản đối dự luật này, cảnh báo nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế của đất nước. Điều này cũng sẽ dẫn đến những cắt giảm lương rất lớn bởi vì Thụy Sĩ là nơi có nhiều công ty đa quốc gia và một mức lương 7 con số không phải là hiếm. Này thì các công ty đã thoát được nạn, nhưng cuộc trưng cầu dân ý đánh dấu một sự thay đổi thái độ trong một đất nước mà các công ty lớn thường phát triển mạnh. Những khoản tiền thưởng tuyển dụng hay chia tay khổng lồ đã bị cấm trước đó trong năm nay, khi các cử tri ngày càng tức giận trước sự bất bình đẳng tài sản ngày càng gia tăng. Theo dự kiến, sắp tới sẽ có những nỗ lực khác để hạn chế sự bất bình đẳng này, nhưng các nhà phân tích không nghĩ rằng xu hướng này sẽ lan tràn sang các nước khác. Sự tức giận đối với các khoản tiền thưởng hàng triệu Mỹ Kim không giới hạn ở Thụy Sĩ, nhưng với hệ thống dân chủ trực tiếp của đất nước có thể có đến 4 cuộc trưng cầu dân ý một năm, nên sự phẫn nộ có thể dễ dàng biến thành hành động hơn. Dự luật 112 được đề xuất bởi cánh thanh niên của Đảng Dân Chủ Xã Hội. Mặc dù nỗ lực nhằm thu hẹp khoảng cách tiền lương đã bị thất bại, nhưng đây sẽ không phải là nỗ lực cuối cùng. Một cuộc bỏ phiếu để đưa ra một mức lương đủ sống cơ bản được dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.